Từ đầu năm 2024, khi chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kết thúc, thì các hãng xe cũng có động thái chạy đua giảm giá trực tiếp hoặc là giảm phí trước bạ để kích cầu. Tuy nhiên, sức tiêu thụ ô tô dịp cận Tết Nguyên đán năm nay cũng không nhiều khởi sắc. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho một số dòng xe và áp dụng giảm giá trực tiếp cho một số mẫu. Đây là các chương trình đã được một số hãng xe sản xuất lắp ráp trong nước triển khai từ đầu tháng 1 cho đến nay khi chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của chính phủ kết thúc. Không đứng ngoài cuộc, một số dòng xe hạng sang cũng áp dụng chương trình giảm giá, hỗ trợ khách hàng lệ phí trước bạ cho tất cả các mẫu xe lắp ráp cũng như xe nhập khẩu. Một số cái hãng thì nó phụ thuộc, người ta lắp ráp nhiều ấy. Đấy thì là sẽ trước bạ ô tô mà nó giảm 50%. Thì thực ra thì giá thì họ đẩy hết vào giá thôi, họ giảm. Đấy, kể cả bây giờ hết rồi nhưng họ vẫn khuyến mại, họ vẫn chủ động tự khuyến mại cho khách hàng. Kết thúc năm 2023 đã không còn sự hỗ trợ 50% thuế bạ đối với xe sản xuất trong nước. Tuy nhiên với VinFast thì vẫn còn cái chương trình hỗ trợ thuế trước bạ 0% đối với cả xe thuần điện. Chính vì vậy đấy là một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn của VinFast trong thị trường ô tô. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tận dụng đợt mua sắm cao điểm trong năm để tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, từ giảm giá bán, tặng khuyến mại cho đến hỗ trợ lãi suất và bảo hiểm. Các mẫu ô tô có tên trong danh sách xe giảm giá mạnh đầu năm 2024 đều đa dạng từ kiểu dáng phổ thông cho tới xe hạng sang. Dù liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi để đạt được mục tiêu về doanh số trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên theo ghi nhận, sức mua trên thị trường ô tô không mấy sôi động. Thì như mọi năm thì cũng sôi động lắm, nhưng năm nay tình hình kinh tế chung thì nó cũng chậm. Về cơ bản thì mức giá nó không biến động nhiều. Đấy, thì cái là cái lượng xe mua bán giao dịch thì nó có chậm hơn thôi. Đó là cái số lượng nó ít hơn so với mọi năm. Thì với thị trường ô tô chung trong năm nay thì cái lượng khách hàng tiêu thụ xe ô tô cũng giảm rất là nhiều. Có thể là do phục hồi kinh tế của mình cũng chưa được đạt được cái mức cao. Thu nhập thì của khách hàng cũng chưa cao. Chính vì vậy nên là lượng tiêu thụ vẫn giảm so với năm ngoái 30-40% so với năm ngoái. Cũng theo chia sẻ của các đơn vị kinh doanh ô tô, vào thời điểm này các năm trước, khách hàng muốn mua xe ô tô đi Tết phải đặt từ lâu và thậm chí là phải chi thêm tiền, thì năm nay hoàn toàn ngược lại khi thị trường ô tô rơi vào tình cảnh ảm đạm, giảm sức mua. Giới chuyên môn cũng nhận định thị trường xe hơi năm 2024 vẫn rất khó đoán và phụ thuộc rất lớn vào sự phục hồi của nền kinh tế.